là 700. Đây, đây là 500 nhá. Đây là của bà Kim Hoàng nhá. Đây, đây là thêm 200 nữa là 700 nhá. Con cảm ơn bác đã gửi phần quà này cho con. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Nhưng mà anh hỏi thật là bên kia bố đi uống rượu về thì trước nói thì trước con nói với em ấy, thành ra là em mới không muốn đợi hay là em như nào? Trước bố nói như thế thì em không muốn ở. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Thưa các bác anh chị, hôm nay thì em Sử lại tiếp tục đồng hành cùng cháu Lực cô bác ạ. Hôm nay thì nếu mà không có em Sử thì cháu Lực không có biết nhà em Dung là ở đâu cô bác. Như những cái thước phim trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên và cũng đã nhận được một số cái phần quà của các bác gửi tới cho em Dung. Đấy, hôm thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của em Dung ấy thì cũng được các bác là quan tâm tới cảnh của em Dung, cho nên là hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Dung cô bác. Nhưng mà hôm nay là sẽ không có ở nhà bên nhà nội của em Dung nữa mà là lên nhà ngoại của em Dung cô bác ạ. Em Dung thì vừa rồi trong khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà chồng của Dung đã mất ấy, thì Dung cũng có ra bên nhà ngoại để mà ở luôn rồi cô bác, không có dám ở bên nhà bên kia nữa. Và những câu chuyện gì mà không dám ở thì một tí nữa cháu Lực vào thì cháu Lực sẽ hỏi em Dung sau và tìm hiểu em Dung cô bác nhé. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào thăm em Dung một chút cô bác nhé. Bây giờ thì Sử thì cầm đồ Sử nhé. Để anh cầm một túi nhỏ, có được không? Một mình được không? Anh chìa khóa, cho chìa khóa nào, lấy xe à? Đây, đây chìa khóa cầm. Nhà của em Dung thì cách cái chỗ mà khu nhà của Sử khá xa các bác ấy, cho nên là vừa rồi mấy anh em di chuyển là phải di chuyển từ sáng thì từ bây giờ hiện tại là đang rơi tầm độ 11 giờ rồi thì anh em mới lên đến nơi. Sử đi ra nhà Dung lần nào chưa? Hả? Sử ra đây lần nào chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa? Vâng. Thế nhưng mà sao là Sử biết là nhà Dung ở trên này? Biết mà. Biết à? Vâng. Đây, ở đây thì cái thanh niên mà bị mà chết của bác là chồng của Dung ấy thì là bạn của Sử, cho nên là em Sử em mới biết nhà. Nhà này à? Vâng. Thế thì bây giờ cũng là đến nhà của Dung rồi các bác ạ. Hay nhìn vào bên ngoài thì ngôi nhà có vẻ như là khang trang hơn hơn cái nhà mà em Dung ở bên kia một chút. Hôm nay thì vào là không biết có ai ở nhà không chứ. Liệu có ai ở nhà không? Có. Dung à? Nhà thấy sao? Dạ. Chó này có sợ không? Không sợ à? Ô, cái tảng đá này nhô lên to đấy nhở? Nhất thấy rồi. Từ từ đã, để anh bỏ cái áo mưa đã. Bố mẹ có ở nhà không? Bố cũng ở nhà, mẹ. Mẹ ở à? Ôi. Ôi, chào cô nhá. Có khóc không Dung? Không à? Đây, anh để đây nhá.
Bừa quá các bạn ạ. Hôm nay đi đấy. Để hết áo mưa đi. Vào nhà đây là em bé đúng không? Rồi. Đây Dung thì à. Đây là các em hết à? Cô ạ. Nhà có vẻ tối quá nhỉ? Có cắm điện không? Cái nhà này thì có vẻ như là nhà khang trang hơn bên kia một chút cô bác ạ. Ồ, đây là đang đun nước làm gì cô? Cho nhiều à? Cho nhiều là cho trâu đúng không? À, thế thì ngồi đây sưởi ấm một tí đã. Thì xong à. Ôi. Ồ, hôm nay lên thì không biết là gia đình có nhiều bạn nhỏ các bác, nên là quên mua kẹo mất rồi. Cho anh mượn một tí. Đấy, cho anh đeo cho Dung cái này một chút nhá. Mẹ thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Ngồi ngồi đây cô. Ngồi đây cô. Ngồi đây cô. Đấy ra đây ngồi đây. Đấy. Sử ra bên ngồi bên kia cho nó ấm đi. Ngồi bên kia. Đấy ngồi bên chỗ điện thoại của Dung kìa. Đấy ngồi ra bên kia. Đấy. Có sáng không? Hả? Ôi, cô à đi đâu rồi nhỉ? À đi mặc thêm áo cô bác ạ, lạnh á. Nhà Dung thì có mấy anh chị em ấy? Có hai chị và bốn em hay là năm em. Hai chị là năm em đúng không? Vâng. Ừ. Ừ. Ai cô ngồi đây, cô đây. Ngồi đây với cháu, đây. Ngồi đây. Đấy, cô ngồi đây. Thế là Dung qua bên này được một tháng chưa nhỉ? Được một tháng rồi nhỉ? Ừ, chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Cô có biết nói tiếng phổ thông không? Tiếng Kinh không? Chẳng hả? À? Chị Pau nữa à? Là cô không có biết đâu đúng không Sử? Thế Dung là bây giờ là ra ở bên này luôn hay là con ra bên kia không? Ừ, có mà. Còn ra bên kia nữa mà. Nhưng mà mẹ ốm thì mẹ chưa khỏi thì chưa ra. À là mẹ đang ốm à? Vâng. Là mấy nữa thì vẫn sang bên đấy đúng không? Vâng. Tầm độ bao nhiêu lâu nữa thì em mới sang bên đấy? Chắc là Tết. Chắc phải qua Tết à? À đây là em hết à? Vâng. Ồ, cô có bao nhiêu người đấy? Tao áp với tù. Lại tù. À lại tù, cô là biết nói tiếng Nùng đúng không? Ừ. Ồ. Dung ấy chơi con cá con ra đấy? Dung chơi con sáng. Chơi con sáng ra? Ừ, đi sống con những thứ đấy ra, bố mi tôi chơi đi ra. Cái nước mình chai ra. Đấy, bà con ở trên vùng cao thì hầu như là đa số là không có biết về cái kế hoạch mà sinh nở của bác, cho nên là đẻ rất là nhiều, và đặc biệt là đồng bào người dân tộc Mông ở trên vùng cao. Đấy, hôm nay thì vào lại anh lại mua quà cho Dung nữa. Đấy. Anh ra bên kia nhưng mà chị với lại các bác ở bên kia bảo là em à, hôm sau mới ra nhưng mà anh cũng đợi mãi là chưa thấy ra. Hôm chủ nhật các em cũng ra mà, nhưng mà em ra một tí rồi. Ra một tí á? Xong lại về à? Vâng. Anh cứ nghĩ là em ra bên này là ở hẳn bên này không về nữa nhá. Em về mà. À lạ, mấy em ra bên kia đúng không? Vâng. Các chị bên kia là có số điện thoại của em không? Có. Có à? Vâng. Anh đi xin thì các chị bảo là không có. Các chị có mà. Ồ, thế chứng tỏ là cô thưa các bác ạ, là cháu được đi vào xin số của Dung, nhưng mà các chị dâu của Dung là không muốn cho. Ở đây thì ở đấy thì có câu chuyện gì không, có câu chuyện gì mà khó nói không? Không đó. Không đó đúng không? Vâng. Ừ, nhưng mà cũng anh xin số điện thoại thì bảo là không có số của Dung, bảo là Dung đổi sim rồi. À thế? Phải à? Và thế với anh mà. Không biết. Sáng nay anh đi nhà Sử về, anh vừa đi ra hỏi ấy. Bây giờ thì gửi phần quà này cho Dung đã các bác ạ. Vậy sang thì anh cũng không có biết là mua những cái đồ gì nhiều, chỉ biết là mua những cái đồ ví dụ như hôm nọ thôi. Và đặc biệt là anh có nhận được một cái phần quà là của bà An Phạm nữa. Cậu nhân cậu ra bên này đi, bên kia không nhìn thấy Dung. Nhầm. Đấy.
Đấy, và đặc biệt là cái thùng quà này nữa, thùng quà này là của thùng quà của bà An Phạm là từ bên Mỹ sang. Đấy, nếu mà em theo dõi được những thức phim anh thì nghe về bà An Phạm thì em sẽ biết. Đấy. Hôm nay thì không có Sử đi theo thì cháu không có biết nhà Dung là nhà bố mẹ Dung là ở đâu đấy. Bánh thì chắc là chỉ có chia cho các em thôi nhỉ, cho các em là mỗi người một cái. Bánh thì chia cho các em xem nào. Ui, đi xe thì cũng bị gọi là bị hơi ấy một chút rồi. Nào ra đây, chú Bảo ra đây, nó thang ra đây. Thì lỗ mất thang ra đây, ra đây rồi tắm nắp thì lỗ phải thang về nè. Ra đây. Dung gọi xem là xa không. Lừa tả lá là mẹ à? Chắc là ngại rồi cô bác. Này đưa cho mẹ rồi thì mấy tí nữa mẹ cho nhá. Eo, ổ hư à. Phong là nó Phong ra đố hả? Đấy. Đây vào đây thì cháu Lực mua thêm là xà phòng này, dầu gội này và cọ may này, cộng thêm một lọ sữa ong thọ nữa. Dầu gội là cháu Lực mua là 4 dây là 40.000, bánh trứng là 50.000, còn là một gói xà phòng Omo là 40.000 và một gói xà phòng tắm là 10.000, một lọ ong thọ là 25.000, bỉm xanh. Cái bỉm này thì sẽ để dùng để cho em bé nhá. Vâng. Nhà thì còn bỉm không? Có. Đây. Bỉm hay là nè. Đây. Cái bỉm xanh là 100.000. Hôm nay thì cháu Lực chỉ có trích tiền của bà Kim Hoàng ra, của bác Kim Hoàng ra là một ít thôi cô bác ạ. Trích mua ra một ít thôi, còn là số tiền còn dư còn lại thì cháu Lực sẽ đưa lại cho em Dung. Ở đây thì cháu Lực mua hết là cái khoản còn dư là 700 là 35.000. Và cháu Lực mua hết là 265.000 các bác. Đấy, vừa rồi cháu Lực lên thì ở xá dưới kia là không có bán thịt lợn hay là thịt lợn đâu các bác. Thành ra là cháu Lực không có mua được. Đấy, và số tiền còn dư là 735.000 thì cháu Lực sẽ đưa lại cho em Dung. Đấy, còn cái đồ này thì em cất đi nhá. Còn có một lọ sữa ong thọ nhá. Còn là dầu gội xà phòng tắm nữa nhá. Ôi, lửa sắp tàn rồi. Còn số tiền còn dư còn lại là 735.000. 735.000 thì trong quá trình mà em ở đây ấy, thì là em có thể là bảo mẹ hay là em tự đi xuống chợ để mà mua nhá. Mua những cái thực phẩm hay là mua thịt cho em bé chẳng hạn nhá. Dư là 700. Đây là 500 nhá. Đây là của bà Kim Hoàng nhá. Đây là thêm 200 nữa là 700 nhá. Rồi là Đây là 35.000 nhá. Đây là 735.000 nhá. Đấy, và đây thì em vẫn ra bên kia đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ còn 1 triệu nữa thì hôm nào thí dụ hôm nào anh sang đây thì anh lại mua cho em, còn không thì em sang bên kia lại anh mua cho em nhé. Vâng. Hay là gửi cho em hết thì để em tự đi mua. Hả? Nhưng mà em có ra bên kia nữa không? Em có mà. Có ra bên kia à? Vâng. Thế thì có ra bên kia thì hôm nào anh ở bên kia anh gửi cho em tiếp nhé. Vâng. Hay bây giờ như trước mà cháu Lực lên chia sẻ đấy cô bác thì là bác Kim Hoàng có nói với cháu Lực rằng là bác sẽ thì ở đây thì lúc mà cháu Lực vừa mới lên chia sẻ hoàn cảnh của Dung đấy thì anh cũng đã nói với Dung rồi đúng không, là có một bác ở bên Mỹ là có gửi cho em là 4 triệu đồng và mỗi lần lên thì anh mua đồ cho em và còn dư còn lại thì anh có thể là anh đưa cho em, hay là anh lại nếu mà không mua cho em thì lúc nào mà lên thì anh lại mua cho em tiếp nhá. Đấy, bây giờ thì cái khoản đấy là còn dư là 1 triệu nhá. Dư là 1 triệu thì lúc nào mà em sang bên kia hay là anh đi qua bên này thì anh lại lên, anh lại thăm hai mẹ con và mua đồ cho hai mẹ con nhé. Vâng. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì
Ở bên kia là không có chuyện gì mà xảy ra đúng không? Vâng, không có. Con thì bây giờ cũng đã đầy tháng rồi đúng không? Vâng. Hết ở cứ rồi. Em bé thì buổi đêm thì có hay khóc không? Không khóc đâu. Không khóc đâu à? Vâng. Thế thì cháu Lực cũng thay mặt là em Dung là gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng. Cảm ơn bác rất là nhiều đã hỗ trợ cho em Dung cái khoản mà trong thời gian em Dung ở cứ. Hết được cứ rồi thì còn dư ra thì em Dung cũng có thể là mua thêm quần áo này, mua thêm những cái thực phẩm cho hai mẹ con để mà ăn uống, sinh hoạt hàng ngày nữa. Dung thì gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng nhé. Con cảm ơn bác đã gửi phần quà này cho con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Nóng không? Khá là nóng. Dung thì năm nay là được bao nhiêu nhỉ? Mười mười mấy nhỉ? 17 rồi ạ. 17 rồi đúng không? Vâng. Một thiếu nữ 17 thôi cô bác. Đã có cho mình là một em bé rồi. Ở đây thì ai cũng bà con ở trên vùng cao thì lấy vợ lấy chồng rất là sớm. Cũng mong muốn làm sao mà gả con gái của mình đi vào một nơi mà nó làm sao mà hai đứa nó hạnh phúc, nó đến với nhau. Đấy, nhưng mà mình không tính trước và biết trước được điều gì cả. Đấy, chồng của Dung thì cũng đã bị một cái cơn bệnh mà bây giờ đã ra đi mãi mãi rồi. Có thể là bỏ lại Dung với lại em bé, gọi là cho biến em Dung thành một cái cô bé mà thành quá phụ, còn là tuổi mới 17. Đấy. Đấy, vừa rồi thì anh gửi cái phần quà của bác Kim Hoàng nhá. Còn đây là bà An Phạm nhá. Bà An Phạm là bà ở tận ở bên nước ngoài cơ, ở bên Mỹ cơ. Bà ấy gửi cho em. Đây là em gái đúng không? Đi lấy cho anh cái dao nào. Đi lấy cho chú cái dao nào. Đó. Đấy, ở trong này thì cháu Đức cũng không biết là thùng quà này ở trong là gồm mà cái gì cả. Cho nên là lấy lên đến với em Dung thì mở ra thì mới biết được. Có dao không? À đây, đấy rồi chú ơi, chú cảm ơn, chú xin nhá. Rồi. Hôm nay thì không có biết là Dung là có nhà Dung là có nhiều bạn trẻ cho nên là cũng không có mua được nhiều bánh kẹo lên cả. Ô có tiền à? Ai lấy tiền cho ấy? Hả? Đây, bây giờ thì cháu được xin phép là mở cái thùng quà của bà An Phạm của bác nhé. An Phạm là gửi tới cho em Dung. Đấy, thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Đức chia sẻ lên ấy, thì các bác cũng đã theo dõi được. Cũng có rất là nhiều bác gửi quà tới cho em Dung. Đây, ở đây thì những cái phần quà mà các bác gửi từ rất là xa cho nên là phải bọc và rất là kỹ. Thông qua này thì cháu Đức nhận được độ tầm hơn một tuần rồi các bác. Nhận được hơn một tuần rồi cho nên cũng muốn là đem lên trao cho em Dung nhưng mà do là cũng không biết nhà của em Dung ở đâu. Đấy. Nhìn cháu Lực nhìn thấy là trong này sẽ gồm là quần áo, có đây là cái gì đây, đây là nho khô, à để lấy sữa cho em bé, đây là nho nhá, đây là nho khô nhá, nho khô là để ăn cũng như là nó có tác dụng là giúp cho mình làm sao mà có sữa để cho em bé nhá. Rồi đây em để đây. Anh để đây cho em nhé. Đấy, còn thêm là đây, đây là sẽ là cái này là như kiểu là bánh, cái này là bánh đúng không bác ạ? Mở ra trong thì mới biết là cái gì này. Đấy, cái lực xin phép là mở giúp cho em Dung một chút. Đây cũng đây là bánh nhá, thì là cũng là để ăn thôi nhá. Còn là thêm là quần áo này. Đấy, quần áo này thì còn mới luôn, còn là tem mác luôn nhá. Anh sẽ để tạm ở đây cho em đấy nhá. Đấy, đây là găng tay nhá. Đấy, găng tay là để cho em nhá. Bây hiện tại thì đang chưa găng tay, găng tay thì khá là mềm thôi. Có thể là rồi, găng tay này đeo luôn cũng được này Dung ạ. Dung có găng tay không? Không có. Không có à? Không có đấy thì lấy găng tay này để mà đeo này. Đấy. Đây, đây, Dung có thể là đeo đây. Đấy, găng tay thì sờ vào rất là ấm. Còn cái này là xem là cái gì đây.
Cái này là hình như là cho em bé hay sao á. À đâu, tất. Tất nha, đây. Đây, chắc là cái này nữa đấy. Cái đấy là tất nhá, để mà mình đeo khi mà đi ủng nhá, ở trong nhà ấy đấy. Và đây thì cũng có một lời mà bà nhắn nhủ cho cháu Lực cô bác. Thì em Dung thì Dung là biết đọc chữ đúng không? Hả? Đây thì bà ghi là nhờ cháu Lực hả? Coi này. Ồ. Alo. Ờ, chú à. Ờ, cháu đây. Ờ, cứ để đây nhá, mà anh người thân đến rồi, cô dễ rồi đây rồi. À, vâng, hôm nay cháu bảo là có một cái phần quà mà các bác gửi cho Dung ấy, thành ra là cháu... Vâng, vâng. À, vâng, vâng, chú. Vâng, vâng. Vâng, vâng, chú ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng, chú ạ. Vâng. Vâng, chú ạ. Đấy, bố của Dung vừa gọi cô bác, gọi là ở nhà đợi chắc là đợi bố của Dung về một chút. Đấy, còn đây là những cái lời mà dặn của bà là để cho em nhá. Thì em biết chữ là biết đọc đúng không? Thì em có thể là đọc nhá. Đấy, còn đây là sô-cô-la này. Đấy, sô-cô-la này thì cũng để ăn thôi nhá. Thì anh sẽ không có bóc cho em nữa. Thì những cái món đồ nào mà những cái đồ ăn thì anh sẽ bảo em là đồ ăn. Còn bà cũng ghi ra riêng ở trên này nhá. Còn đây là xem nào. Đây là như kiểu là à, đây là xà phòng để mình tắm rửa chân tay nhá. Nhá, nhớ nhá. Đấy. Còn ở trong này thì cũng là quần áo thôi. Đây là quần nhá. Thì là quần có thể là cho em mặc. Đấy, và trong này thì không có chỉ là nguyên đồ của Dung đâu, còn đồ của em bé nữa. Đây là bỉm nhá. Đây là cộng thêm bỉm nữa nhá. Bỉm thì vừa rồi anh cũng mua cho em, và thêm là đây nữa nhá. Cộng thêm đây là gì đây? Đấy, đây là món đồ thí dụ như là đồ ti giả này. Đấy, bàn chải đánh răng này, có cả kẹp tóc nữa. Thì em xem những cái món đồ nào mà ở trong này thì em tự lấy ra tự mà dùng nhá. Vâng. Anh sẽ không có mở ra cho em nữa nhá, cái này ấy. Vâng. Đấy. Và cộng thêm là một đôi dép nữa. Đôi dép này thì em có thể là đi ở trong nhà này. Đấy. Hiện tại thì vào mùa đông thì có thể là chưa có đeo được dép này, chỉ có đeo được ủng thôi. Cho nên là có thể là mấy nữa đến mùa hè thì em đeo sau nhá. Vâng. Và cái này là khăn giấy nhá. Lúc mà ăn cơm có thể là lâu đấy nhá. Vâng. Đấy. Khăn giấy này thì là nhớ là bóc trên này nhá. Bóc ở đây nhá. Bóc ở đây nhá. Vâng. Đây là anh xé cho em luôn nhá. Vâng. Đấy. Đấy, xé cái này ra, lúc mà dùng xong thì đậy lại cái này nhá. Vâng. Thì nó sẽ không có bị hết cái nước của nó đi. Cái này cũng thế nhá. Cái này mấy đứa em bóc ở đây đi nhá. Vâng. Bóc ở đây ra xong là dùng lại, xong là lấy lại, xong là kéo đậy vào nhá. Vâng. Còn cái này là cái này là cái túi nhá. Đấy, đây là cái túi để cho hai mẹ con thích đựng cái gì thì đựng nhá. Đấy, còn đây là cái chai gì đây. Đấy, ở đây thì những cái đồ bà gửi cho thì bà đều là ghi ở trên này hết. À, đây là rôm của bác ạ. Đây là phấn rôm nhá. Để cho bôi, để cho em bé mà em bé không có bị lở nhá. Nhá, đây này, đây thì bà ghi đây thì em tự đọc nhá. Đấy. Cái dây nịt đâu nhỉ? Dây nịt ở đây. Đấy thì anh để đây cho em nhá. Còn cộng thêm là đây là quần áo nhá. Đây cũng là giấy ướt nhá. Vừa rồi anh bảo nhá. Đấy, cái này là áo áo để mà làm sao mà thí dụ em mặc ở trong thì mặc ở ngoài nhá. Đấy. Trong này thì cũng thêm là cái quần áo thôi. Còn đây là tí nữa cho Đức sẽ xem sâu đây. Cái này là cũng là bộ quần áo nhá. Thí dụ em có thể là mặc cái áo này ở trong này, xong là mặc cái áo này ở ngoài nhá. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ thì anh sẽ để đấy cho em đó, để đọc xem nào. Cái này là cái gì đây? Đây có một cái bức thư được các bác. Bức thư này thì
bà là để vào túi luôn. Đây, ở đây thì em Dung cũng biết là đọc chữ của bác cho nên là em Dung tự biết mà đọc và những cái lời mà khi mà bà nhắn cho. À, cái này là em có thể là để vào cổ của em bé nhá, lấy dây có nghĩa là làm một cái làm sao mà thí dụ như kiểu nó không có bị cảm cúm chẳng hạn đấy. Đấy thì là đây là tờ giấy nhá, thì là em sẽ tự bật đọc nhá. Đấy, anh sẽ không có đọc cho em nữa. Những phần quà này thì rất là xa ấy, Dung ạ. Phần quà này gửi từ bên nước ngoài sang nhá. Đấy. Rồi một tí nữa sẽ đi vào và cất sau. Nào, cất ra chú dao nào. Sợ nhỉ. Cất ra chú dao nào. Đấy, cất đi đi. Đây, lấy bánh này. Đấy. Đây, xong là chú cho một cái bánh. Này. Đấy. Em xin. Em xin. Rồi. Đây, ra đây nào. Đấy, chú cho nào. Đây. Em xin. Rồi. Đấy, rất là ngoan đúng không bác ạ? Có vẻ như là mới vào cho nên là các em hơi sợ sệt một chút. Nhưng mà nếu mà vào quen rồi thì các em lại không có sợ nữa. Vừa rồi thì những cái phần quà mà các bác thì cháu Lực cũng đã trao cho em Dung hết rồi. Hôm nay thì có một phần quà là của bà An Phạm và một phần quà thì của bác Kim Hoàng. Phần quà của bác Kim Hoàng thì gửi cho cháu Lực từ lúc mà em Dung đang ở cứ rồi. Là mỗi lần mà cháu Lực lên thì bác cũng bảo là đưa cho em Dung là 1 triệu đồng. Và trong đó thì cho cháu Lực trích cái tiền đấy ra để mà làm mua thực phẩm này, thức ăn cho em Dung mọi cái nữa. Cháu Lực cũng thay mặt là em Dung là gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà rất là nhiều. Dung thì gửi một lời cảm ơn tới, lại tiếp tục gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Dạ. Rồi. Con cảm ơn bà đã gửi phần quà này lên cho hai mẹ con. Cảm ơn bà. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Dung thì thưa các anh chị ạ, nếu mà có anh chị nào mà chưa thưa các anh chị ở đây thì chắc chắn là có sẽ một số các bác theo dõi được những thước phim sau thì không có biết được là hoàn cảnh của em Dung, thì cho Lực xin được phép tóm tắt lại thêm một chút nữa. Đấy, cho anh xin phép là tóm tắt lại cái cuộc sống của hai mẹ con một chút nhé Dung nhé. Đấy, như Dung thì cũng là đi lấy chồng rồi, nhưng mà đi lấy chồng được 1 năm thì bệnh chồng chồng của Dung là bị bệnh và cũng đã ra đi rồi. Đấy, bây giờ thì để lại cho Dung là một một em bé nữa. Em bé thì vừa mới được chưa được 2 tháng tuổi đâu nhỉ, chưa được 2 tháng tuổi đâu, chồng cũng mất là chưa được 2 tháng đâu. Khi mà chồng vừa mất được mấy ngày nhỉ, 7 ngày đúng không? 2 ngày thôi. Được 2 ngày. Dạ. Chồng vừa mất được 2 ngày thì em bé đã chào đời rồi. Bố người chồng của Dung là còn chưa kịp là nhìn thấy mặt con cả, là ra đi rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì bố của Dung thì cũng có bảo là ở nhà đợi một chút xem là bố của Dung là về là có bảo gì không. Như Dung thì nhà Dung thì có vừa rồi thì bảo là có mấy anh chị em nhỉ? Có 8 người. 8 người. Vâng. 2 chị gái đi lấy chồng hết rồi à? Vâng. 2 chị gái đi lấy chồng hết rồi. Cháu được nhìn thấy là vào ngôi nhà của bố mẹ đẻ của Dung thì ở trong thì cũng nhìn là hơi nhìn còn khang trang hơn nhà bên kia một chút, nhưng mà ở trong thì cũng chẳng có đồ đạc gì mà gọi là quý giá cả, cũng toàn những cái đồ mà hầu như là trên vùng cao này, những cái bao thóc này, những cái bao hoa ngô hết cả. Đây là em nữa à, đây cho lục trai thì má ảo à, đây là chị thôi nhỉ, chị dâu. Chị dâu á? Vâng. À thế 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 là có phải anh trai à? Vâng. À, anh trai thì được bao nhiêu tuổi? Chắc cũng được để cô tao vào thấy xem ạ. 2K3. 2K3 à? Ồ, thế là cũng còn trẻ thôi nhỉ. Vâng. 2K3 thì còn trẻ thôi, 2K3. À, gọi bé kia ra đây hộ chị cất đồ nào.
Nào, ra đây chú Bảo. Ra đây, đứa lớn ra đây. Đấy, ra đây chú Bảo. Ra đây. Cho anh mượn cái mic một chút nhá. Em bé thì đang ngủ rất là ngon này. Nói chuyện nhiều quá, tí em bé. Hộ chị cất đồ này đi nhá. Nhá. Hộ chị cất đồ đi. Còn bánh kẹo kia thì để ăn nhá. Ở đây cũng có thêm bánh kẹo nữa này. Đây nữa, đây. Đây. Đấy, ra bên ngoài một chút thôi cô bác ạ. Ngồi ở trong kia thì vào cái ngôi nhà mà phận làm nó cũng kín, nó kín quá thành ra là nó rất là bí. Ồ, đây là có thêm cả một cái ao cá nữa, nhưng mà không biết là có phải ao cá của nhà em Dung không. Đây thì thấy có một cái tảng đá mà nhô nhô lên này cô bác này. Tảng đá này chắc là chưa có đục được ra ngoài sao ấy. Đã đợi một tí nữa bố của Dung về xem là bố của Dung bảo cái gì đó cô bác ạ. Rồi thì cháu Lực sẽ di chuyển là đi về sau. Quãng đường thì còn rất là xa. Rồi hôm nay thì cháu Lực cũng đã trao cái phần quà của bà An Phạm và bà Kim Hoàng tới cho em Dung rồi. Đấy, hôm nay thì có sự đồng hành của em Sử thì cháu Lực mới biết nhà của Dung và lên trao quà cho Dung được cô bác. Thằng cha em bị đóng tư bố là nào à? Tê lý cái này đi lại. Ồ. Chè là nhà cô là tự trồng được luôn không bác ạ? Thấy ở ngoài có khá là nhiều cái bao phân đạm ấy, chắc là mang để mà bón cây chè đúng không? Vâng. Chè đấy cây to không? Có những cây thì to, những cây thì nhỏ. Những cây to, những cây nhỏ à? Vâng. Đây là cháu đúng không? Vâng. Ồ, thế thì gia đình của Dung thì tổng tất cả có bao nhiêu người? Ừ. Là Tiêu? Ừ, anh trai và chị dậu ở riêng. Anh trai là ra ở riêng à? Vâng. À. Thế là hiện tại là cả bố cả mẹ cả em nữa thì còn bao nhiêu người ở trong nhà này? Còn 7 người hay sao? Còn 7 người à? Cả em nữa là 8 người à? Vâng. Thế cả em cả bé là 9 người rồi. Khá là đông người đúng không? Có đến tổng cộng là 9 người. Đánh cháu rồi đấy nhờ. Đánh em đấy nhờ. Nhìn khuôn mặt có vẻ lì ấy nhờ. Nhìn khuôn mặt có vẻ lì ấy. Cái tiền anh đưa cho Dung ấy thì là đi mua thịt, mua thà, xong là đi mua quần áo cho bé nữa. Hay làm sao mà cho hai mẹ con. Đấy thì lần sau vào nữa thì anh lại tiếp tục là mua cho Dung nhá. Vâng. Anh đi qua để anh sẽ mua cho Dung. Đi xuống cái chợ kia thì hầu như là ngày chủ nhật thì người ta mới bán, mới mổ lợn. Từ đây xuống cái chợ kia thì rơi vào tầm 4 cây nhỉ. Tầm 4 cây mà lên dốc ấy. Dung mà biết đi xe máy chưa? Chưa. Chưa à? Thưa cô bác, hôm qua cháu được đi vào xin số điện thoại của Dung ấy. Thì là thấy chị dâu của Dung bảo là Dung thay số rồi. Đây, nhưng mà hôm nay cháu Lực đi vào thì thực sự ra là không có phải là không muốn cho cháu Lực để mà xin đấy. Đây, có thể là chắc là không có muốn là anh chia sẻ hay sao ấy Dung nhỉ? Không biết. Đấy. Mình tôi làm ăn với táo quá. Nếu mà anh xin số điện thoại thì làm gì mà các chị của em lại không có cho nữa. Không sao, không có cho. Tao là không có muốn là cháu Lực là lên chia sẻ cái cuộc sống như là hoàn cảnh của Quân này, là không của Dung này, là không có muốn cho cô bác ạ. Đây, ở nhà thì Dung thì cố gắng nuôi bé lớn khôn nhá. Vâng. Làm sao mà đừng có để cho nó thiếu đi cả tình cha này cả tình mẹ nhá. Vâng. Đây, anh nói như vậy thì Dung cũng tự hiểu rằng là thí dụ như bây giờ hoàn cảnh của Sử với Hải ấy. Đấy, hai anh em bé tí mẹ đã bỏ đi rồi thì làm sao mà em đừng để cho bé của em rơi vào hoàn cảnh đấy nhá. Vâng. Có những cái chuyện gì thì có thể là bảo với anh. Anh lên chia sẻ cuộc sống của em cũng như là hoàn cảnh của em thì các bác thương các bác sẽ hỗ trợ cái phần nào đấy. Đấy, nhưng mà đừng có mà bỏ con đi nhá. Đừng có bỏ con đi lấy người mới nhá. Nhưng mà anh hỏi thật là bên kia bố đi uống rượu về thì trước nói thì trước còn nói em ấy, thành ra là em mới không muốn ở hay là như nào? Trước bố nói như thế thì em không muốn ở.
Đấy, chắc chắn là có một cái lý do đấy thì em Dung mới đi ra bên này và với bố mẹ của Dung. Từ lúc mà em ra bên này thì bố mẹ có nói gì không? Không. Không à? Vâng. Nhìn vào cô thì cũng có vẻ là còn là khá là trẻ thôi. Nhắc là để cởi thiếp hay nhắc là? Nhắc là để cởi thiếp hay à? Sao lại thỉ thiếp như thế nào? Là được gần được 40 tuổi đâu các bác. Là được gọi tầm 3, 38, 39 tuổi thôi, sắp được 40. Nhưng mà do là cháu Lực vừa bảo ấy, bảo trên này thì cái kế hoạch mà sinh nở Việt Nam ấy thì người ta còn là còn chưa có hiểu biết mấy cô bác, cho nên là để rất là nhiều người. Vừa rồi bố của Dung thì cũng có bảo là ở nhà đợi bố của Dung đã, bố Dung thì đang đi đi sáng nào về, đã đợi cũng khá là lâu rồi. Đấy, ở đây thì cháu Lực với lại em Sử thì một tí nữa lại di chuyển tới xuống cái kia để mua một ít đồ. Ngày mai là còn cho đội thợ người ta về làm nốt cái nhà của Sử để cho nó hoàn thiện đã. Đấy, bây giờ thì anh cũng biết nhà em rồi, thì lần nào anh lên thì anh sẽ lên trên này đó, số điện thoại thì anh cũng đã có rồi thì nên thì làm sao mà em anh như mà bảo ấy, cố gắng là nuôi bé cho nó lớn khôn đi nhá. Đấy, rồi sau này thì cho bé lớn đó, nếu mà tính muốn đi thêm bước nữa thì lúc đấy thì nói với người ta đồng hoàng. Đấy, nếu mà người ta chấp nhận thì có thể là đi, chứ đừng có gọi là vứt bé ở lại xong là bỏ đi nhá, như thế là không có được nhá. Vâng. Đấy, còn bây giờ thì chắc là anh cũng xin phép là đi về thôi. Bảo với cô nhá. Anh xin đi một tí. Làng ngang tập ấy à? Tham ăn lại nhé. Bùa cái là làng ngang tập ấy có phải tới thứ đồ yêu. Nhau tầm hà đầm. Tầm thứ đồ hoặc là dân hở lao đi hơn đấy vâng. Cái đấy là bình ăn chiên bê làng láng nhau hả? Cái đấy là bảo khứa. Dung lên mà nấy rồi làng rồi nấy nó lái bên nó. Lên cả đây chúng ta cần một quyết định đây nọ. Chỗ đi bài lên đi cả là bố đi bài đi ha bàn viền này lên đi cần đâu một ngày rủ nữa đấy. Bố khá chứ cả, cha chị dài bữa rủ cả con to lên cả nhiều bữa đấy. Cũng còn khá là trẻ nữa cô bác, còn bây giờ thì chồng đã mất rồi, thành ra là ở bên đấy thì còn có rất là nhiều điều nó của mình còn không biết được là cái điều gì cả. Anh cái lán peo đấy, thế tôi anh xin phép nhá. Nhá. Ô bùa lán có tập peo nữa. Bùa. Bùa. Bùa bà đây bà đây còn là bà lán nữa tao ma chơi. Đây. Giờ thì chắc là phải cầm theo áo mưa đó, Sử cầm áo mưa nhá. Cầm áo mưa đi xuống xe một tí mình để ở trong cốp xe. Đấy thì Dung cố gắng nhá. Lúc nào là anh lại vào. Thế thôi. Chào tạm biệt nhá. Dung chào tạm biệt các bác một câu đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Đấy. Trên chỗ nhà của Dung thì không có khác gì chỗ nhà của Sử của bác ạ, rất là lạnh lẽo. Vừa rồi thì bố của Dung cũng có bảo là ở nhà để mà đợi bố của Dung về đã. Ở đây thì không cho quay thì không có phải, nhưng mà bố của Dung là gọi là đợi bố Dung về để mà bố Dung cùng bố Dung ăn cơm không bác. Thế bà con ở trên này thì rất là quý khách, rất là mến khách. Gà thì cũng có rất là nhiều, nhìn thấy là có mấy con, nếu không biết là có phải con của nhà mình không, chắc là cũng ý định là định thịt gà đấy. Đấy, nhưng mà biết được suy nghĩ trong đầu đấy thôi thì cũng về trước, chứ không là bố Dung thì chắc là cũng biết uống rượu đấy nha, tí cứ bắt mấy anh em uống rượu đi. Đây có một nguồn nước này nhở. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác ạ, cũng khá là dài rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Đấy, và gửi một lời chào và lời tạm biệt tới các bà các bác nhá, xin chào các bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.